Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là sáng thứ bảy cuối tuần, em lên sóng một chiếc cúp DX nha anh em, xe 70. Xe này là em bán nguyên con nha, nguyên chiếc chứ. Xe này bán nguyên chiếc, anh em có nhu cầu cứ alo. Xe nào mà rã món thì rã món. Chứ nhiều anh cứ mình đang bán mình rã món mà cứ hỏi nguyên chiếc, tới hồi tao bán nguyên chiếc thì nó sao cao quá. Xe này xe 70 nha anh em, tương đối hiếm nè. Tại vì 70 nó chạy nó ngon nhất nha anh em. 50 thì hơi yếu, 90 thì máy hơi hơi dư, nồi giọng. 70 là chạy là vừa máy. Xe này là màu xanh ve chai, màu 142. Xanh này nó ra nắng nó sẽ có kim tuyến. Xe này là đáp 98 nha anh em. Đây niền niền Araya. Niền Araya đá 98 trước sau là đúng luôn nha nè, đúng niền nha. Đằng trước là 1.2 nha, xe 70 đằng trước 1.2. Đằng sau là 1.4. Đây. 1.4 đá 98 luôn. Xem này em bán là 42 triệu nha anh em. 42 triệu. Xe này có bẩn nhưng mà bẩn nó hơi xấu nha, anh em lấy em đưa luôn bẩn, bẩn rất nó xấu lắm, nó răng tùm lum lắm. Xe này là đùm trước là đùm lớn nha anh em, đùm này là xài cốt 12 ly, đi nó rất là đầm. Vỏ đun lớp trước sau là như mới luôn, vỏ là mới hai luôn. Vỏ đẹp. Đẹp, vỏ là Indo. Máy móc là bao anh em là đầu nồi chưa mở. Máy là bao im, mạnh chạy rất còn rất là mạnh. Máy này chạy phơi lắm nha anh em. Cam kết luôn, về chạy không phơi, hối tiền lại. Đây, đạp thắng. Lốc chưa bắn, người nổ nổ, dấu thời gian. Bô. Bô này bô dĩ nha anh em. Bô này nhà anh em có con nhỏ là rất là an toàn, không có bị hỏng bô bây giờ ạ. Cướp nổi. Và ga. Yên. Cái yên này đẹp nha anh em, yên rất là đẹp, hít còn mạnh luôn. Hít mà muốn y như muốn tróc sơn bình xăng luôn. Xe này là cái hùng xăng lớn rồi, có bắn sơn nhẹ lên nha nha anh em, do nó quá xấu phải bắt buộc phải bắn lại cho nhìn cho coi nó được được tí xíu, chứ mình để nguyên nguyên bản nhìn nó xấu lắm, nhìn không thể nào chấp nhận được. Tem rin thì vẫn còn, chỉ có bị bắn sơn là thôi. Xi nhan bên đây có trầy. Nói chung xi nhan này rất là rẻ, mua mình thay vô nó không có nhiều tiền hết đó. Chủ yếu là dàn màu, yên ba ga, đồng hồ, còn mấy cái tai xi nhan này thì không không có nhiêu tiền. Lốc nắp bên đây cũng chưa bắn luôn. Chủ yếu cục máy, dàn màu, cặp bánh, còn mấy cái lặt vặt thì anh em có thể vô sau cũng được. Đây, anh em nhìn máy nè. Máy tơi lắm. Về mặt nạ mấy cái món mà quan trọng là đẹp hết, còn cái món lặt vặt như xi nhan sao rồi có gì anh em chăm vô bình thường. Ba ga, cặp bánh cũng đẹp luôn, bánh là vỏ sau là vỏ đun lớp luôn. Buộc à, gấp đúng C70 nha anh em. Cái con tán này hơi yếu, cái con tán gấp hơi yếu, anh em về có thể mình lấy cái con tán mà nó nằm ở trong trong cái giò gà này, anh em đổi qua là bao đẹp luôn, nhìn vậy nó cũng không được vô cho lắm. 42 triệu cúp DX 70. Đây, chìa này là chìa đã vũ lợi nha anh em, nhưng mà ổ phá rin nha, còn bót lắm. Chì vỗ lận nè, không có mã số gì hết. Bốn mươi hai triệu nha, anh em nào có nhu cầu cứ alo cho em. Cúp DX 70. Xe 90 thì nó nhiều, xe 70 thì nó hiếm nha anh em. 70 là bên thị trên thị trường là xe mắc nhất nha anh em.
lâu lâu được một chiếc 70 thôi. Xe này là dàn màu được, máy cũng được, bánh cũng được, mặt nạ yên ba ga cũng ok hết. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ alo nha. Chào anh em.